Hello, hello. Cho tô đầu mối Hải Dương xin kính chào toàn thể anh chị, quý vị và các bạn nhà mình nhá. Là em Tùng đây ạ. Hôm nay xin phép lên sóng báo giá gửi gia đình mình về những đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương cho anh chị của mình cùng tham khảo nhá. Chào tất cả những bác vừa mới vào xem buổi livestream ngày nay. Cho em xem con Cato 2019 à. Cato 2019 thì tạm thời chịu khó rồi. Đang có con Cato 2017 đấy nhá. Đấy, chưa có Cato 2019 ạ. Đây, Cato bác tham khảo cho em chiếc này nhá. Kia Cato 2017 1.6 số động. Đấy, đăng ký 5 chỗ ngồi, xe ra đầu phân khúc hạng C nhá. Biển tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh. Đấy, quy hương đất cảng đất hang đây. Bản 1.6 số động full kịch này. Trang bị cửa sổ tròi panorama, nhớ ghế hai vị trí, sấy gương, sấy kính, sấy ghế, cam nồi, cam hành trình nhá. Xi nhan trên gương, gương kính cụm sạc điện, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Đấy, có cả đầy đủ sạc top này, gầy số thể thao nhá. Con này hiện đang bán với cửa tiền là 485 triệu đồng tại chợ ô tô Đồng Hải Dương. Giá còn bớt còn thương lượng. Đấy, còn ra lộc sâu được cho anh chị quý vị nhà mình để mang mẫu Kia Cato 2017 về nhá. Đấy. Bốn mắt cảm biến chống va chạm trước sau này. Cam nồi cam hành trình nhá. Giải đèn hậu hai vùng độc lập nhá. 485 triệu đồng. Bao rút hồ sơ hỗ trợ góp, hỗ trợ ship xe trên toàn quốc cho anh chị quý mình về mẫu Kia Cato này ạ. Vâng, cho Thanh Ngoan này, cho Trần Đức Anh này, cho Vũ Duy Ngọc. Đấy, chào toàn thể anh chị quý nhà mình ạ. Chúc các bác có một buổi tối vui vẻ nhá. Qua bước sóng live stream ngày hôm nay thì chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý nhất cho gia đình ơi. Đấy, thì vừa rồi em đã giới thiệu cho anh chị quý vị nhà mình mẫu Kia Cato 2017 động cơ 1.6 số động 5 chỗ ngồi. Đấy, với cửa tiền 485 triệu đồng nhá. Nhà mình đang xem buổi live stream ngày hôm nay hoan hỉ vui vẻ. Cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi đại gia đình ạ. Đấy, để bữa tiếp tục bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay, em xin phép giới thiệu những mẫu xe mới về trước cho mình cùng tham khảo nhá. Vâng, thì hôm nay bên em có mới về một mẫu Toyota Vios nhá. Toyota Vios bản E xe đình đời 2015, đăng ký bản bánh năm 2017. Đấy, động cơ 2.0, số sàn đăng ký 8 chỗ ngồi. Đấy, đời 2015 nhá. Bản E thì được trang bị la ráng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2m, vô lăng túi khí nhá. Cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi, nội thất ghế da đều hòa lắng lạnh hai chiều red buốt nhá. Con này thì em đang bán với mức giá tham khảo cho gia đình nhà mình là 395 triệu đồng, bao rút hồ sơ. Đấy, xe tên tư nhân 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ đây. Đất cảng thành phố Hoa Phượng Đỏ nhá. Vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng này, đầu đàm hình zin bản cho xe nhá. Nội thất trơn to rồi, sạch sẽ này. Đấy, các bác nào đang muốn chọn cho mình một mẫu xe gia đình 7 chỗ nhá, hoặc là một khoản đầu tư là kinh tế này, đấy, tham khảo cho chiếc này nhá. Đây, một sự chọn vô cùng hoàn hảo gia đình mình ạ. Bác bác cháu Trần Tuân này, cháu Cao Biển Ô Tô, cháu bác Thanh Đào, cháu bác Gốc Huy Thủy, cháu bác Thanh Ngoan, cháu Trần Đức Anh, cháu đại gia đình mình nhá. Xin chào các quý anh chị, quý cô bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Có những thắc mắc gì về xe cộ này, giá cả, chất lượng xe, thủ tục mua bán như nào nhá, thì cứ bình luận, cứ comment để em tư vấn trực tiếp trên bước sóng livestream ngày hôm nay. Đấy. Đằng sau mẫu Toyota Innova vua 7 chỗ rồi này. Tiếp tục báo giá anh chị quý vị gia đình mình nhá. Lại một dòng sedan hai đầu phân khúc hạng B đấy, 5 chỗ ngồi. Tập mưa tránh mưa tránh nắng này, tập lái mình cùng tham khảo này. La chất đi 209, động cơ 1.5 số sàn sedan đầu phân khúc hạng B. Con này thì đang gửi với gia đình nhà mình cửa tiền 145 triệu đồng thôi. 145 triệu đồng. Đấy. Các bác nào đang muốn chọn mình một chiếc xe gia đình nhá, hai đầu, tránh mưa tránh nắng, phục vụ nhu cầu cơ bản nhất đến giao lưu gặp gỡ bạn bè nhá, thì tham khảo cho em chiếc này đi ạ. Cho Nguyễn Sĩ Khương này, cho Bắc Dương, cho Thanh Ngoan, cho Chuyên Bùi, cho Trần Tuân. Chào những khách hàng thân thương nhá. Cảm ơn lượt tìm, lượt like, lượt xem truyền hình rất là nhiều ạ. Đấy, bên em giờ đang lanh quanh 6 đầu xe nhá. Lanh quanh hơn 60 đầu xe để phục vụ mọi nhu cầu gia đình mình ạ. Vâng ạ, cháu Phạm Trách nhá. Chúc bác Phạm Trách vào xem buổi livestream ngày hôm nay có một buổi tối vui vẻ nhá. Có bước sóng này thì hãy chọn cho cháu những mẫu xe ưng ý đi Phạm Trách ơi. Vâng, cháu Trần Hằng vào xem buổi livestream này. Các bác nào mới vào xem buổi livestream lần đầu của chợ ô tô Đồng Hải Dương, đấy, hãy cho em xin một nút like, một nút theo dõi kênh fanpage chính thức của chợ ô tô Đồng Hải Dương để không bỏ lỡ những video giới thiệu sản phẩm cũng như là khung giờ quen thuộc 8:30 nhá. Em vẫn lên sóng báo giá cho anh chị quý vị nhà mình về những đầu xe bên hiện đang có ạ. Cạnh mẫu là chiếc T 2008 rồi. Tiếp tục
báo giá anh chị quý vị nhà mình nhá. Mitsubishi Outlander 2016 đăng ký làm bánh năm 2018. Xe thì đã mang động cơ 2.0 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi nhá, nhập Nhật nguyên chiếc để 2016 nhá. Đấy, bản đồ phương tiện thì trang bị la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS này, đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn. Đấy, cam lồi cam hành trình, nội thất ghế da thì hòa long lạnh hai chiều. Z buốt theo xe nhá. Máy số keo chỉ sơn si nội thất zin. Con này thì em đang bán với cửa tiền là 500 triệu đồng thôi. 565 triệu đồng. Đấy, còn bớt, còn thương lượng, còn gia độc sâu cho đại đình mình ạ. Vâng, cháu Khu Văn Cơm và cháu Sĩ Thắng, cháu Bắc Quang Thái, cháu Trần Hằng La Chất Đi 209 đúng không ạ? Đây là Chất Đi 209 thì vừa em giới thiệu mọi rồi nhá. Đây 145 triệu đồng thôi. Xe đàn đầu phân khúc hạng B nhá, xe gia đình. Đấy, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài đến tháng 1 năm 2023 nhá. 145 triệu đồng thôi ạ. Đây em xin tiếp tục báo giá lần lượt. Đầu xe B nó có nhá. 501 triệu luôn. Đúng rồi, 501 triệu luôn ạ. Đấy, cảm ơn gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay này. Cảm ơn lượt tim, lượt like, lượt comment gia đình rất là nhiều nhá. Đây em xin báo giá từ đầu này đi cho anh chị mình cùng tham khảo tiếp về những mẫu xe bên đang quá nhá. Đấy, các bác nào mà đang quan tâm dòng nào, mẫu nào, phân khúc tầm bao tiền nhá, bình luận comment đi thì em cùng tư vấn trực tiếp cho ạ. Vâng, ngày trước máy của em đây, xin giới thiệu anh chị quý vị gia đình mình một mẫu Toyota Vios đời 2015, động cơ 1.3 số sàn bản Z, hai túi khí. Hôm nay em gửi đến gia đình nhà mình với cửa tiền là 285 triệu đồng. Biển tư nhân chính chủ 17 Thái Bình nhá. Con Vivante đấy, con Vivante thì em đã cho anh em kỹ thuật dọn dẹp lại cho anh và anh Chí Thắng nhá. Đấy, em đã cho dọn dẹp lại và đang bố trí rút hồ sơ rồi. Chắc chỉ 1-2 hôm nữa là cho lên sàn lồng là mang vào trong đấy cho anh thôi nhá. Đấy, anh Chí Thắng chia sẻ em mấy lượt đã đi anh Chí Thắng ơi. Đấy, con đấy đã cất rồi, cất gọn rồi anh Chí Thắng ạ. Toyota Vios 2015. Đấy, bản gì nhá, em đang bán với cửa tiền 285 triệu đồng. Các bác nào mà đang muốn chọn cho mình một mẫu xe 5 chỗ ngồi, quốc dân lồi đồng cối đá, tiết kiệm điệu nhá, tham khảo cho em chiếc này đi. 285 triệu đồng, bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị mình ạ. Và Toyota Vios 2015 nhá. Tiếp tục cho mình tham khảo xuống em này. Toyota Vios 2016, động cơ 1.5 số sàn bản AI nhá, màu sơn vàng cát đây. Con này thì em đang bán với cửa tiền này mình cùng tham khảo là 360 triệu đồng thôi. 360 triệu đồng. Đấy, lên full đồ chơi rồi. Cam lùi, cam hành trình, màn hình cova đây. Đèn file bi cầu, đèn gầm phá xương, la răng đúc, phanh đĩa chống, bó cứng IMF, vô lăng túi khí, đề lẩu sáng tốt. Con này đang kiểm khá là dài, đang kiểm đến tháng 2 năm 2024 cơ. Đấy, nội thất cực đẹp luôn nhá. Nội thất cực đẹp luôn. Em Tùng đang bán với cửa tiền là 360 triệu đồng. Đấy, hỗ trợ trả góp, bao rút hồ sơ và ship xe trên toàn quốc cho anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Vâng, cháu Nguyễn Trinh này, cháu Tình Yêu Màu Nắng, chào bác Lê Anh Tin, cháu Ngoan Thanh. Đấy, chào tất cả những anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream hôm nay. Chúc gia đình nhà mình có một buổi tối chủ nhật vui vẻ nhá. Có bước sóng livestream này thì hãy nhanh chóng chọn cho mình những mẫu xe ưng ý đi gia đình ơi. Cạnh mẫu Toyota Vios 2016 rồi này. Tiếp tục báo giá anh chị quý vị gia đình nhá. Genta 209 1.5 số sàn, tên tư nhân 20 Thái Nguyên đây. Đấy, 125 triệu đồng thôi. Mà được sedan hai đầu này, tập lái tránh mưa tránh nắng nhá. Cam đồi cam hành trình, màn hình thì đầy đủ rồi nhá. Đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 12 năm 2022 cơ. Đấy, 125 triệu đồng. Còn bớt, còn gia lộc sâu hơn nữa cho anh chị quý vị gia đình mình ạ. Đấy, các bác mình ơi đang xem buổi livestream ngày hôm nay này. Đấy, để ủng hộ cho ô tô đầu mối Hải Dương, để ủng hộ Thanh Tùng, cả nhà mình hãy cho em xin những nút tim, nút like đi. Đấy, để lan tỏa bước sóng này hơn. Để những anh chị quý vị nào mà đang muốn tìm cho dòng xe cũ từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng này thì đến với Thanh Tùng để xem xe, để được tư vấn chạy thử xe miễn phí nhá. Có ai xem số sàn trả góp không? À, xem số sàn trả góp thì bên em có chiếc này các bác ơi. Đây, Hyundai Accent 2019 nhá. Đấy, nếu các bác nào mà đang quan tâm dòng xe Accent trả góp thì tham khảo chiếc này đi. Chia sẻ cho số rồi nhé. Ok, cảm ơn bác Khu Văn Công rất là nhiều này nhá. Bác Khu Văn Công nào rảnh thì đến cho ô tô đồ mua Hải Dương đi. Đấy, mời bác Khu Văn Công đi uống bia uống nước nhá. Đấy, giao lưu cùng anh em nhá. Cảm ơn bác Khu Văn Công rất là nhiều này. Đây nhá, Accent 2019 1.4 số sàn. Con này thì em đang bán với cửa tiền 395 triệu đồng nhá. Đấy, bác nào đang hỏi trả góp không thì trước này cố hỗ trợ trả góp nhá.
hỗ trợ trả góp đến 70% giá trị xe. Tên tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang. Đấy, xin nhan trên gương gương kính cục sửa điện, đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 9 năm 2023 cơ. Đấy, nội thất máy số keo chỉ sơn xi zin nhá. Đấy, yên tâm về chất lượng đi, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi mà có hỗ trợ trả góp. Vâng, chào bác Phương Lương Văn này. Có Santa máy dầu khoảng 350 không? Santa máy dầu thì tạm thời bên em chưa có rồi. Bên em còn một mẫu Santa Fe máy xăng thôi, 315 triệu đồng. Vâng, chào bác Đồng Viết Thắng nhá. Đấy, không biết là anh hỏi là Santa Fe mà máy dầu đời tầm bao nhiêu mà 350 anh nhỉ? Vâng, chào bác Trung Kiên ô tô, chào bác anh Ngọc này. Có Mô Linh nhá. Đấy, chào bác một thời đã xa này. Đấy, bác nào mà đang có Fortuner máy xăng không? Fortuner máy xăng thì tạm thời bên em chưa có rồi bác Văn Hoài ơi. Đấy, chào bác Tan Hoàng, chào Phạm Nguyên, chào đại gia đình mình nhá. Đấy. Asen 219 đấy nhá. Có hỗ trợ góp này, chào bác Nga Phạm này. Chào bác, có con Innova 2.9 nào chất lượng không? Ok, để em xem báo giá mấy đầu Innova bên em nào. Cho anh tham khảo nhá. Con nào cũng chất luôn đấy ạ. Con nào cũng chất luôn nhá. Bảm đảo về chất lượng xe bác nhá. 209 thì chưa có nhưng đang có một chiếc 208 này. Đấy, có một chiếc 208 nhá, tham khảo dùm em đi. Toyota Innova bản cờ 2008. Động cơ 2.0 số sàn đăng ký 8 chỗ ngồi đây. Xe gia đình tên tư nhân. Bản G thì được trang bị la sáng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS nhá. Máy số keo chỉ sơn xi còn đại chất luôn. Con này em đang bán với cửa tiền 265 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn ra độc sâu gia đình nhà mình nhá. 208 này, tiếp tục tham khảo cho mấy mẫu Innova nhá. Đấy, còn khá nhiều mẫu Innova bên đang có này. Toyota Innova bản G, xe gia đình tên tư nhân 30 thủ đô nhá. Con thì em đang bán với cửa tiền 250 triệu đồng thôi. 2.0 số sàn. Bản G xịn, la sáng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2 mét nhá. 2006 nhưng em vẫn cam kết anh chị quý mình này. Đấy, chiếc này thì máy số bao zin nhá, bao zin nữa chiếc này. 240 triệu đồng. Đây, hỗ trợ giới thiệu gia đình mình vài dòng 7 chỗ nhá. Nhờ xe đẹp thì em vâng, cảm ơn bác Nguyễn Vũ rất là nhiều ạ. Vâng, phải xe đẹp, xe chất thì bên em mới nhập về để phục vụ anh chị quý bác trên ba miền tổ quốc nhá. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream hôm nay đi. Rất nhiều xe đẹp, rất nhiều xe chất này. Chia sẻ nhiều lên để bước sóng này có thể gần quý hơn với những quý các bác nào đang có nhu cầu tìm xe cũ nhá. Innova có trả góp không à? Hai mẫu 2008, 2009 rồi thì vừa rồi thì không trả góp. Có một mẫu mới về này. Chiếc đời 2015 này thì có hỗ trợ trả góp nhá bác nhá. Đấy, mà bác đang quan tâm dòng Innova mà có hỗ trợ trả góp thì em sẽ tư vấn trực tiếp cho bác chạy luôn này. Thì bên em đang có một chiếc Innova 2011. Động cơ 2.0 số sàn tên tư nhân 15 Hải Phòng, thành phố Ba Phòng Đỏ đây. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi zin. Con này thì em đang bán với cửa tiền 325 triệu đồng thôi. 2011 bản G. Đấy, xe gia đình nhá. Máy số keo chỉ sơn xi, nội thất là zin nguyên bản theo xe này. Đấy, đảm bảo chất lượng cho anh chị quý mình chuẩn chỉ. Không đau đụng, không va chạm, không thủy kích gặp nước. Cũng như là không vướng mắc một chút nào về vấn đề pháp lý nhá. 235 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn đọc sông nhá. Chúc mừng anh em phát triển Hồng Phát. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Vũ rất là nhiều này. Đấy, cảm ơn anh ạ. Vâng, chào bác Hà Mã, chào bác Nhật Mình, chào Phạm Công Hải này. Ước gì mình mua được vài con đi nhỉ. Ok. Nhớ bên đấy, bác cứ xem là cứ tham khảo cho em vài đầu đi. Đấy, bên em có trở góp nhá. Đấy, để tạo tất cả những điều kiện mà gọi là dễ dàng nhất cho anh chị quý mình quan tâm đến xe, nó buộc xe ạ. Con này trả góp này bác ơi. Con này thì bên em hỗ trợ 6% nếu bác tham khảo cho em chiếc này đi. Toyota Innova 2015 bản E xe đình. Tên tư nhân 15 Hải Phòng đây. Con này thì em đang bán với cửa tiền là 395 triệu đồng nhá. Đấy, nếu lanh quanh có hơn 200 thôi. Nhà mình đã có một chiếc Innova đời cao. Đấy, xe gia đình mang về chạy phục vụ nhu cầu bản thân như gia đình này. Hoặc đá được dịch vụ nhá. Đấy, một sự lựa chọn vô cùng thông minh nhá. Có con là biển D số động công bác. Biển D số động thì loại đấy bên em lại tạm thời chưa có bác ạ. Đấy, bác mà đang quan tâm dòng xe biển D này, để lại cho em xin số điện thoại nhé. Nào mà có chiếc nào biển D thì em liên hệ trực tiếp bác ạ. Cháu Phạm Quý Thuế này, cháu bác Nguyễn Khánh này. Đấy, cháu Văn Oai, cháu Phương Văn Lương. Innova 208 20 triệu chốt được không bạn? 220 triệu. Còn đấy 220 triệu không chốt đâu bác nhá. Lên một xíu đi nhá. Một xíu đi thì em chốt rồi. Đấy, nhắn tin trực tiếp qua fanpage này. Đấy, để em tư vấn làm giá sâu nhất cho bác về con Innova 208 này nhá. Đấy, 208 bản G 2.0 số sàn đây. Xe đình nhá.
265 triệu đồng đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Đấy. Ok 0911529686. Ok nhá, em đã lưu lại số điện thoại bác nhá, đã chụp ảnh lại màn hình rồi nhá. Đấy, nào có đầu xe 7 ở đây thì em sẽ liên hệ trực tiếp bác ạ. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Hoan hỉ vui vẻ cho em xin vài lượt chia sẻ đi. Không mất tiền, không mất bạc gì cả nhá. Và để bước sóng này có thể tiếp cận được gần hơn với những anh chị, quý bác đang có nhu cầu tìm những dòng xe cũ nhá. Innova này, đấy tiếp tục này, rất là đầu xe đẹp thì mình cùng tham khảo luôn. Số xe mình ở đâu vậy? Có Y10 không ạ? Vâng, chào bác Ba Nguyễn Đức ạ. Bên em là chợ ô tô đầu mối Hải Dương, địa chỉ Nam Trung Nam Sách Hải Dương, gần cây xăng Minh Hiệp số 2 nhá, giáp cầu Hàn. Đấy, các bác nào đang có nhu cầu tìm đến dòng xe cũ nhá thì đến bên em nhá. Y10 thì bên em rất là nhiều luôn. Đấy, Y10 bên em rất là nhiều luôn nhá. Đây để em giới thiệu vài đầu Y10 luôn cho anh chị mình cùng tham khảo này. Hyundai Gandi 10 hatchback một đầu bản đồ nhá. Đây góc này thì có hai chiếc, xin giới thiệu gia đình mình này. Chiếc màu bạc này là 2014 và chiếc màu trắng này là 2016. Đấy. Con màu trắng này em đang bán với cửa tiền 260 triệu đồng. Còn màu bạc này là 240 thôi. Đấy, bản đồ full kịch, một chiếc 2014 này và chiếc 2016 này. Bản đồ được trang bị la giá đúc, phanh điện chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương kính cùng sạc điện, vô lăng túi khí. Đấy, tích hợp các nút điều khiển rảnh tay trên vô lăng nhá. 240 2014. Tên tư nhân Hà Nội, đăng ký đăng kiểm đến tháng 7 và 250 cho mẫu 2016 đây ạ. Đấy, đăng ký đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023 cơ. Có con nào tầm 100 không? Tầm 100 chính xác thì không có, thì tầm hơn 100 thì có bác nhá. Vâng, cho bác kệ nó đi này. Có cả E. Có cả E50 không? E50 là sao bác nhỉ? Vâng, cho Nguyễn Vũ này, đấy bác bình luận nào. Chi tiết hơn một em dùng hơn một xíu nhá, cho Quý Giang, cho Luân Nguyễn, cho Lưu Văn Tấn. Đấy, chào đại hình mình. Đấy, Y10 thì em đã giới thiệu hai mẫu rồi nhá. Vừa hai mẫu, vừa là hai mẫu một đầu. Đây để xem có mẫu hai đầu không nhỉ? À, hai đầu bên em còn một chiếc nhá. Một chiếc đời 2016 đang bán với cửa tiền là 255 triệu đồng. Bác tham khảo cho em này. Đây. Hyundai Grand i10 nhá, sedan hai đầu. Đấy, con này hiện đang bán với cửa tiền 255 triệu đồng thôi. Bao rút hồ sơ, tên tư nhân 34 Hải Dương nhá. Con này chủ gốc là bên Thanh Hà. Đấy, bên Thanh Hà Hải Dương nhá. Tư nhân một chủ từ mới luôn. 255 triệu đồng bao rút hồ sơ cho mẫu Hyundai Grand i10. Sedan hai đầu bên em đang bán nhá. Máy số keo chỉ sơn phi bao zin. Gầm bệ thì không bục mọt nhá. Mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. Con Morning màu xanh bao nhiêu xốp? Bác Mỹ Nghệ Thành Thảo à. Vâng, Morning à, con mẹ à. Mẹc E250 thì tạm thời em chưa có nhá. Đấy, mẹc E250 thì chưa có bác ơi. Đấy, bác đang quan tâm dòng mẹc này, để lại cho em số điện thoại đi nhá. Nào mà có đầu 250 mẹc E là về em sẽ tư vấn trực tiếp cho bác nhá. Có Morning số động tầm 150 triệu không? Morning số tự động mà tầm 150 triệu thì chưa có nhá. Còn tầm hơn 150 triệu thì có một chiếc Morning hạ 2009 còn đấy 180 bác nhá. Đấy, tiếp tục theo dõi buổi livestream này với em để em tư vấn tất cả đầu xe vì em nên đang có nhá. Đây, Kia Morning màu xanh nhá, bác là vừa hỏi nhá. Số động 2010 đăng ký lên bánh 2013 tại Việt Nam. Nhập Hàn nguyên chiếc, máy eco, động cơ 1.0 siêu tiết kiệm nhá. Con này thì em đang bán với cửa tiền 235 triệu đồng. Đấy, tên tư nhân 29 Hà Lợi Phố, la sang đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS. Xin nhan trên gương kính cục xe điện nhá. Cam lùi cam hành trình thì đầy đủ nhá. Bản đồ full kịch 235 triệu đồng. Con màu trắng 34 bao tiền anh? Đang một thời đã qua. Con màu trắng 34 là con nào nhỉ? Anh có thể là comment rõ hơn cho em một xíu nhá. Con màu trắng 34 à? Đây, nếu mà màu trắng 34 thì ngay trước máy quay em có một chiếc đây. 150 triệu đồng thôi. Kia Morning 2010, đăng ký lên bánh 2012, bản SX, bản đồ full kịch của số sàn nhá. Nhập Hàn. Con này thì em đang giao bán với cửa tiền 150 triệu đồng. Đấy, máy số keo chỉ còn chất, 150 triệu đồng thôi. Đấy, nhà mình đã có một chiếc Kia Morning này. À đây rồi, đúng rồi đây rồi. 150 triệu đồng nhá, 1.0, máy eco, la sáng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, bản đồ số sàn nhá. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài này. 150 triệu đồng cho mẫu này nhá. Còn bớt, còn thương lượng, còn ra lọc sâu này. Ơ, vào cháu Hoàng, bà cháu Hoàng Nguyễn này. Cháu Tuấn Hiệp, cháu Bắc Khánh Văn X. Cháu một thời đã xa, cháu Đỗ Thái, cháu Đồng Hiệp này. Cháu Tiến Phạm, cháu Đại Đình mình. Để em xem nè, bình luận này.
mua linh vào tầm 150 triệu thì chưa có nhá. Hơn 150 triệu một xíu mua linh số động này, bác tham khảo cho em trước này đi. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream này nhá. Hoan hỉ vui vẻ cho em xin mấy lượt đấy gia đình ơi. Kia mua linh hơn 150 triệu một xíu này. Mua linh bản LX 2009 180 triệu đồng, 1.0 số động nhập hàng nhá. Đấy 180. Cái này thì hồ sơ cầm tay rồi. Đây những thủ tục mà sang tên đổi chủ bấm biển mới thì trong này thôi. Đấy các cô các bác nào, quý anh chị nào mà vừa có bằng này, muốn bổ túc tay lái này, chọn cho mình một mẫu số động hơn 150 triệu một xíu này thì quan tâm cho em chiếc này nhá. Đấy, Morning 209 180 triệu đồng số động. Vâng, chào bác Hoàng trưởng này. Chào bác Nguyễn Văn Cường, chào bác Hoàng Nguyên, chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Vâng, em Tùng xin tiếp tục báo giá những đầu xe bên em đang có này. Quan tâm sâu mẫu nào, đầu xe nào, cứ bình luận, cứ comment để em tiếp tục tư vấn cho ạ. Đây là tiếp tục giới thiệu góc bên này nhá. Vâng, thì trước máy quay hôm nay nhá, xin giới thiệu anh chị quý vị mình một mẫu Toyota Vios đời 2017 màu trắng. Đấy, với cửa tiền là 395 triệu đồng thôi. Đời cao, máy số keo chỉ sơn si bao zin nhá. La răng đúc zin nguyên bản theo xe này. Phanh đĩa chống bốc cứng được trang bị trên 4 bánh. Cam lùi cam hành trình, màn hình Ocova cỡ lớn nhá. Đèn pha đi cầu đây, đèn cầm phá xương tiêu chuẩn. Tên tư nhân 14 Quảng Ninh. Đấy, đất mỏ đất than đây. Xin nhan trên gương, gương kính cục số điện. Đăng ký đăng kiểm thì có rất là dài nhá. Con này đăng ký đăng kiểm còn lắp nữa cơ. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 11 năm 2023. Đấy. Nội thất ghế da thì độ lên tông màu đỏ đùi rất đẹp này. Đấy, cam lùi cam hành trình, màn hình cua vai á. Vô lăng ba chấu, túi khiên toàn trên vô lăng. Con này thì em đang bán với cửa tiền mình cùng tham khảo này là 390 triệu đồng. Bao rút hồ sơ hỗ trợ cho góp nhá. Chevrolet 17 số sàn à. Chevrolet 17 số sàn. Bác Nguyễn Minh à. Chevrolet là 17 à. Chevrolet thì bên em đang còn một mẫu là Chevrolet Avell đời 2016 thôi. Chiếc 2017 vừa bán tối hôm trước rồi. Cháu Hoàng Nguyễn này, cháu Côi Lê này, cháu Phạm Tuyên, cháu Lê Đình Nhuận, cháu Nguyễn Minh, cháu Đại Đình mình nhá. Cái hình ok, để em tiếp tục báo giá nào nha mình ơi. Đấy, chia sẻ comment bình luận mạnh lên nhá để em tư vấn cho à. Xem Chevrolet 2016 à. Đây nhá. Avell Chevrolet 2016 thì bên em còn trước này bác ơi. 215 triệu đồng Avell 2016. Đấy, 1.5 số sàn. Tên tư nhân 15 Hải Phòng, thành phố Hồng Đỏ đây, mã nó sơn màu bạc nhá. Đấy, 215 triệu đồng. Đấy, 2016 giá đúng bằng con Morning thôi. Đấy, giá còn bớt, còn thương lượng, còn ra lập sâu gia đình mình nhá. Đấy, 215 triệu đồng. Tham khảo cho em trước này nhá. Máy số keo chỉ sơn xì thì bao zin, lốp láp đẹp. Đấy, đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 12 năm 2023 cơ. Đấy, Chevrolet 2016 này. Đấy, nhà mình đang quan tâm mẫu nào nhá, cứ bình luận, cứ comment đi. Để em cùng tư vấn cho gia đình ơi. Đây, ở góc này xem còn chiếc nào nhỉ. Báo giá ở góc này luôn một thẻ nào. La Chetti 2007 này, 140 báo giá rồi này. Vivante 2009 2.0 số sàn, xe đình. Con này thì em đang bán với cửa tiền là 165 triệu đồng báo giá rồi này. Cánh mẫu Vivante 2009 rồi nhá. Tiếp tục báo giá gia đình này. La Chetti CX 2010 đăng ký năm bánh 2011. Động cơ 1.6 số động sedan đầu phân khúc hạng C nhá. Số động phân khúc hạng C. Đấy, tên tư nhân 99 Bắc Linh, quê hương con họ chữ tình đây. Cam lùi cam hành trình, màn hình cova đây, đèn pha bi cầu. Đấy, la răng đúc lốp đẹp, phanh điện chống bó cứng AVS. Em đang bán với cửa tiền 225 triệu đồng thôi. Bao rút hồ sơ cho đầy mình nhá. Ok, quay lại chi tiết con Avell 2016 màu bạc này. Chevrolet Avell 2016 màu bạc, 1.5 số sàn nhá. Em đã bán với cửa tiền 215 triệu đồng thôi nhá. 215 triệu đồng. Cho mình cùng tham khảo này. Đấy, nội thất bên trong đây. Vô lăng 4 chấu, túi khí thải trên vô lăng này. Màn hình OLED cỡ lớn nhá. Đấy, nội thất ghế da rất là sạch, rất là đẹp này. 215 triệu đồng thôi. Xe đây là đầu phân khúc hạng B nhá. Các bác nào mà đang quan tâm nhá, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Còn bớt, còn thương lượng, còn ra lộc sâu cho anh chị quý vị gia đình mình nhá. Đấy, Chevrolet Avell này. ASEAN 219 báo giá rồi này. Cạnh mẫu ASEAN 219 rồi nhá. Tiếp tục báo giá đến chị quý vị mình này. Hyundai ASEAN 2009 1.4 số sàn nhập hàng hôm trước nhá. Vâng, chào bác Khúc Văn Công vừa xem buổi livestream ngày hôm nay này. ASEAN 209 1.4 số sàn nhập hàng. Em Tùng đang bán với cửa tiền 165 triệu đồng rồi nhá. 165 triệu đồng.
còn bớt, còn thương lượng, còn ra làm sâu. Đấy, Tây Tân Nhân nhập hàng nguyên chiếc. Vâng, ok, cháu Lê Huy này, cháu Khương Ngô này, cháu Quê Hương này. Đấy, 8:30 mỗi tối nhá, vào ủng hộ em Tùng, gia đình ơi. Chỗ này thì em có một mẫu SUV gầm cao máy thoáng 7 chỗ đến đây nhà Hyundai, nhà mình cùng tham khảo cùng em nhé. Xe thì có tên là Santa Fe 2007, hai cầu điện máy xăng động cơ 2.7 nhá. Đấy, em Tùng đang bán với cửa điện 315 triệu đồng thôi. 315 triệu đồng, bao rút hồ sơ đình mình, tên nhân 36 Thanh Hóa, quê hương các hùng dân tộc này, hai cầu điện máy xăng. Đấy, hỗ trợ khởi động ngang dốc, hỗ trợ đầu đèo, cảm biến cân bằng điện tử. Đấy, phanh đĩa chống bơ cứng ABS, cặp đèn pha đi cầu, đèn gầm phá xương, cam lùi, cam hành trình nhá, màn hình cova cỡ lớn nhá, vô lăng 4 chấu, túi khí là trên vô lăng. Đấy, em đang bán cái mẫu Santa Fe này với cửa tiền là 315 triệu đồng thôi, số động 2007 nhá, bao zin ra đình mình này. Đấy, 207 nhưng vẫn bao zin bình thường luôn. Đấy, thì vừa rồi em cũng đã báo giá đến gần 40 đầu sản phẩm rồi. Nhà mình không biết đã ưng mẫu nào chưa nhỉ? Đã ưng ý được mẫu nào chưa? Thì cứ mạnh dạn bình luận comment đi. Đấy, thì em tư vấn thêm sâu hơn nhá. Các bác nào mà khung giờ vàng này, 8:30 nhá. Đấy, cứ chốt ở trong khung giờ này giảm ngay 10 triệu một đầu xe cho mình cùng tham khảo ạ. Chào bác Minh Phúc Aveo, Thanh Tùng Cố Aveo nhá. Đấy, chào bác Phạm Hoàng này, cháu Nguyễn Thái Hưng này, cháu Thanh Hà, cháu Huy Hoàng, cháu Phương Vũ này. Đấy, Aveo vừa mới giới thiệu xong rồi. Vâng, tiếp theo đây nhá, giới thiệu chị quý mình 7 chỗ đến nhà Kia nhá. Xe thì có tên là Zondo 2016, đăng ký bánh 2018, động cơ 2.0 số động, tên tư nhân. Đấy, đăng ký 8 chỗ ngồi. Đấy, một dòng 8 chỗ đến từ nhà Kia nhá. Đấy, cặp đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn này, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng. Đấy, có gảy số thể thao này, có tơ cước điều khiển như Glu Control này. Đấy, cam lùi, cam hành trình rồi. 7 chỗ nhà Kia em đã bán với cửa tiền là 470 triệu đồng thôi. 470 triệu đồng, đòi cao, hỗ trợ trả góp, hỗ trợ ship xe cho đại gia đình mình về mẫu Zondo rồi nhá. Đấy, màu trắng rất là đẹp, 7 chỗ này, 2.0 số động, mà ăn loanh quanh từ 5.3 đến 5.4 thôi, trên 100 km đường trường nhá. Đấy, form dáng rất là hiện đại, rất là đẹp đây. Đấy, đã báo giá rất nhiều đầu xe. Nhà mình xin phép cho em muốn cốc nước nha. Và em sẽ tiếp tục báo giá những đầu xe bên em có, mình cùng quan tâm nhá. Đấy, chia sẻ hoan hỉ lên cho em xin mấy lượt chia sẻ đi anh chị quý các bác ơi. Vâng, cháu Đồng Văn Lam này, cháu Trần Khánh này, cháu Đại Thượng này, cháu Ngọc Anh, cháu Phương Vũ, chào Đại Đình nhá. Đây, cạnh mẫu Zondo 2016 số động rồi này, tiếp tục báo giá chị nhà mình nhá. Kia Morning, đấy, số động 2009, bản SX, bản nhập Hàn đổ phun kịch. Đấy, là sáng đúc hoa mai 4 bánh, phanh đĩa chống bó cứng ABS này, màu sơn xám lông chuột rất đẹp đây. Tên tư nhân 15 Hải Phòng, cam lùi, cam hành trình, màn hình cova nhá. Đấy, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài đến tháng 12 năm 2022. Con này thì em đang giao bán với cửa tiền thì mình cùng tham khảo là 228 triệu đồng nhé. 228 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng chốt. Ok, chốt cho Trần Tôn ơi. Đấy, bác đang ưng mẫu nào nhá, nhắn tin trực tiếp cả phải biết em đi. Đấy, chốt một cái giá yêu thương nhất cho bác Trần Tuân nhá. Cạnh mẫu Kia Morning số động 2009 vừa rồi, tiếp tục gửi gia đình này, Kia Morning số sàn đời cao 2016, 195 triệu đồng thôi nhá, màu vàng tên tư nhân, 34 Hải Dương, 4 mùa không lùn đây, quê hương bánh đậu xanh. Đấy, bản bay nhưng được trang bị la sáng đúc rồi, xin nhan trên sườn xe đây, cặp đèn pha halogen nhá, đăng ký đăng kiểm dài miên man luôn đến tháng 10 năm 2023. Đấy, nội thất sạch sẽ, màn hình to rồi, mang về sẵn đi, sẵn sử dụng, phục vụ nhu cầu gia đình nhá. Kia Morning 2016 190 triệu đồng gửi đến gia đình nhà mình. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream này nhá. Xem hình ảnh chất lượng âm thanh nó có ok không nhá. Nếu mà chưa ok thì bảo em một xíu thì em chỉnh lại chất lượng hình ảnh âm thanh cho mình cùng tham khảo nhá. Đây, cạnh mẫu Kia Morning 2016 rồi này, tiếp tục báo giá anh chị của mình này. Lacetti 2011. Đó, Lacetti 2011 176 triệu đồng. Đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Con này thì hồ sơ cầm tay nhá. Hồ sơ cầm tay rồi, lên những thủ tục sang tên đổi chủ, bấm biển mới trong ngày cho anh chị quý vị mình thôi. Đấy, các bác nào đang quan tâm một dòng 5 chỗ
sedan hai đầu màu đen, tham khảo cho chiếc này nhá. 176 triệu đồng cho mẫu Lacetti đời 2011 này ạ. Đấy. Nhà mình cũng quan sát các em này, còn rất là nhiều xe luôn nhá. Xe là nhiều là bạt ngàn luôn ạ. Đấy, rất là nhiều đầu xe luôn để phục vụ anh chị quý vị như mình. Đấy, các bác không biết là nhu cầu như nào nhá, cứ bình luận, cứ comment đi. Để em tư vấn cho nhá. Vâng, chào bác Trần Văn Việt vào xem buổi livestream này. Chào bác Lưu Văn Quyền này. Đấy, chào bác Trung Lê Văn, chào bác Lý Như Hảo. Chào toàn thể các quý các bác ạ. Cảnh mẫu Lacetti 2011 được rồi. Tiếp tục nhá, tổng báo giá gia đình này. Toyota Vios 2009. Số sàn bản E-Sit em đang bán với cửa tiền 225 triệu đồng. Đấy, tên tư nhân, con này em nhớ biển gốc là biển 14, đúng không? Biển 14 Quảng Ninh. 1.5 số sàn bản E. La răng đúc, phanh điện chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 1 năm 2023 cơ. Đấy, em Tùng đang bán với cửa tiền 225 triệu đồng. Bao rút hồ sơ hộ, hỗ trợ chiếc xe toàn quốc cho chị quý vị nhà mình về một mẫu gọi là lồi đồng cuối đá quốc dân nhá. Lồi đồng cuối đá mà phá không chịu hỏng. Đấy. Chào quan toàn lội này, chào Lương Văn Quyền này, chào Trần Văn Việt. Chào toàn thể anh chị quý bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Các bác đang xem hoan hỉ vui vẻ cho em xin 5 7 lượt chia sẻ đi. Không mất tiền, không mất bạc gì mà để lan tỏa buổi livestream hơn nhá. Vâng, tiếp theo chiếc máy quay đây này. Grand Trax 2010 đăng ký là bánh 2011. Xe thì mang động cơ 1.2 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi màu đỏ đuôi nhá. Em Tùng đang bán với con này mức giá tham khảo gia đình nhà mình 220 triệu đồng thôi. 220 triệu đồng. Bao rút hồ sơ. Ngoài tên tư nhân 34 Hải Dương nhá, biển chủ cũ là chị Lữ ở trong bên Chí Linh Hải Dương nhá. Đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 3 năm 2023. 220 triệu đồng ạ. Vâng, cháu Hải hay hướng này, cháu Nguyễn Trương này. Cháu có Quang toàn nội thất nhá, cháu có Lưu Văn Quyền, cháu Trần Thị Thu Hằng, cháu Hình Phúc, cháu Đại Đình mình. Cạnh mẫu Gentex 2010 rồi. Tiếp tục nhá, nhà mình cùng tham khảo xuống em Tùng này. Kia Morning 2016 1.25 số sàn bản bay. Em bán con này với cửa tiền là 197 triệu đồng thôi. 197 triệu đồng. Đấy. Morning đời cao bán không đến 200 nhá. Cạnh mẫu Kia Morning 2016 rồi. Tiếp tục gửi đến chị quý vị này. Kia Morning 211 số sàn 1.0. Tập lái tránh mưa tránh nắng nhưng mà full đồ chơi rồi. Đấy, full kinh kịch đồ chơi nhá. Đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương, màn hình cova, đề lỗ sờ ta top, vô lăng tối khí, cam lùi cam hành trình nhá. Đấy, la răng tăm đầy đầy mâm nhá. 135 triệu đồng thôi. Hello it nearly ok, chào bác Thanh Tùng này, chào tất cả những anh chị quý mình đang xem buổi livestream hôm nay. Đấy, hàng dưới này có báo giá hết rồi. Em xem trong cái góc này là có mẫu nào chưa báo giá thì mình cùng tham khảo nhá. Các bác nào mà đang quan tâm những dòng xe số tự động, đấy là anh quanh 200 triệu nhá. Tham khảo cho em hai chiếc tự động này đến từ nhà Kia. Kia Bride 1.4 số sàn. À 1.4 số động nơi miệng, 1.4 số động sedan hai đầu. Đấy, đời 2008, máy số keo chỉ sơn xi bao zin. Em Tùng đang bán con này với cửa tiền là 215 triệu đồng thôi. 215 triệu đồng cho mẫu xe nhập hàng nguyên chiếc nhá. Vô lăng túi khí này. Đấy, đề lỗ sờ ta tốt, cam lùi cam hành trình. Biển tư nhân chính chủ 29 Hà Nội phố đây. Máy số keo chỉ sơn xi bao zin. 215 triệu đồng cho mẫu Kia Bride 1.4 số động, hộp số DOHC nhá. Dòng anh dòng chị của những chiếc Rio này, những chiếc K3 hiện đại này. Đấy, tham khảo xem chiếc này nhá. Số động hai đầu 215 triệu đồng. Tiếp tục này, số tự động một đầu nhá. Kia Morning 2009 bản SX bản đủ full kịch. Điều hòa auto cần số dít dắt, la răng đúc, phanh điện chống bó cứng ABS, cặp đèn pha. Đây, hình trái xoài còn sáng còn đẹp này. Xin nhan trên gương, gương kính cục xe điện. Đăng ký đăng kiểm dài. Con này đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2023 cơ, số tự động. Đấy, nhập hàng nguyên chiếc, em Tùng đang bán với cửa tiền 235 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn ra lọc sâu cho đại gia đình anh ạ. Lacetti biển 36 Thanh Hóa đây, tập lái tránh mưa tránh nắng. Em Tùng đang giao bán với cửa tiền mình cùng tham khảo là 145 triệu đồng thôi. 145 triệu đồng nhá. Sedan ở đầu, máy số keo chỉ sơn xi đại chất luôn nhá. Các bác nào đang quan tâm những dòng xe bên đang có nhá, nhắn tin trực tiếp qua fanpage này để em gửi cho những hình ảnh, những video chi tiết nhất cho mình cùng tham khảo nhá. Đấy, mỗi tối này em chỉ xin gia đình mình từ 40-45 phút thôi nhá. Đấy, báo giá về những đồng xe bên đang có cho mình cùng tham khảo thêm. Còn những hình ảnh video chi tiết thì đã có rồi. Cảm ơn các bác rất là nhiều này. Cảnh mẫu Lacetti 2000
2008 rồi. Tiếp tục giới thiệu chị của mình này. Toyota Vios 2009. Đấy, 195 triệu đồng mình nhá. 195 triệu đồng cho mẫu Toyota Vios này ạ. Đấy, đấy, bản limo. Đấy, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài. Đến tháng 2 năm 2023. Tên tư nhân 20 Thái Nguyên này. La sang đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2m. Xin nhan trên gương, gương kính cụp chạy điện. Đấy, cam nồi cam hành trình. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn đẹp còn chất nhá. 195 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn da độc sâu cho các bác nhà mình ạ. Xe tô 2017 báo giá rồi này. Hyundai Grand i10 bản đổ 2014 báo giá rồi nhá. 235 triệu đồng này. Đấy, bản đổ ra răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2m. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn đại chất nhá. 235 triệu đồng cho mẫu Hyundai Grand i10 bản đổ này ạ. Cành mẫu Hyundai Grand i10 bản đổ rồi. Tiếp tục báo giá anh chị quý mình này. Hyundai Grand i10 bản bay 2016 1.0 nhá. Đấy, bản bay như được độ lên na sáng đúc rồi. Đã có cam đùi, có cam hành trình, màn hình cô va nhá. Tên tư nhân em đang bán con này với cửa tiền 240 triệu đồng thôi. 240 triệu đồng cho mẫu i10 2016 màu trắng nhá, xem mình nhá. Tiếp tục ở phía này, xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một mẫu Toyota Vios nhá. Toyota Vios số rộng 2017 bản E. Đấy, em Tùng đang bán với cửa tiền là 448 triệu đồng. Bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp này. Con này biển gốc biển thủ đô nhá, biển gốc biển thủ đô. Đấy, bản E xịn, số tự động 1.5, trang bị la răng đúc. Đấy, phanh đĩa chống bó cứng 2S, 4 bánh xi nhan trên gương, màn hình OLED cỡ lớn, máy số keo chỉ sơn xi bao zin nhá. Bao test hãng trên toàn quốc về cái mẫu xe này cho anh chị quý vị nhá. Đấy, phát hiện ra lỗi lầm tặng ngay 5 triệu đồng cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy. Em đã báo giá nó từ nãy đến giờ là đến hơn 60 đầu sản phẩm rồi. Hơn 60 đầu sản phẩm em đang bày bán nhá. Cảm ơn chị mình đang xem buổi livestream rất là nhiều này. Đấy, còn rất là nhiều đầu xe tập lái tránh mưa tránh nắng nữa gia đình mình. Ở góc này chỉ loanh quanh hơn 100 triệu thôi, nhà mình cùng tham khảo dùm em nhá. Vâng, chào bác Tạn, Phạm Hữu Tuy, chào bác Hoàng Thịnh này, chào Cường Nguyễn này, chào Bùi Văn Nhẫn Bùi, chào Hiếu Trần, chào Nguyễn Linh, chào đại đình mình ạ. Tiếp tục đây nhá, với cửa tiền là 190 triệu đồng thôi. 190 triệu đồng. Nhà mình hãy tham khảo cho em một chiếc La Chetti đời 2012. Tên tư nhân 34 Hải Dương, quê hương Mây Đậu Xanh đây. 1.5 số sàn. Máy số keo chỉ sơn xi còn cực đẹp cực chất luôn. 190 của gia đình mình. Đấy, các nào ở gần chỗ tô đồ mối Hải Dương này, hãy đến trực tiếp bên em. Địa chỉ là Nam Trung Nam Sách, Hải Dương, gần cây xăng Minh Hiệp số 2 nhá. Để được xem xe, được tư vấn, chạy thử xe miễn phí, test xe thoải mái luôn. Thế bác nào xa này, đấy, cọc cho em từ 5 đến 7 triệu rồi nhá. Ship xe tận nhà cho gia đình của mình. Đấy, nếu không ưng, bên em xin hoàn lại tiền nhá. Hoàn lại tiền và cam kết anh chị với mình là không lấy một đồng luôn. Đấy, bảo đảm về chất lượng xe như là không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích cầm nước, và chắc chắn là không vướng mắc một xíu nào về vấn đề pháp lý ạ. Đây, trong góc này thì loanh quanh toàn những đầu xe hơn 100 triệu phục vụ nhu cầu tập lái cho đình mình này. Đấy, các bạn mà đang có nhu cầu tập lái nhá, bổ túc tay lái, đấy, muốn vững tay lái nhá, tham khảo cho những đầu xe trong góc này đi. Kia Morning bản Etlix bản đổ số sàn 2008. Đấy, tên tư nhân 34 Hải Dương nhá. Con này thì em đang giao bán với cửa tiền của mình là 146 triệu đồng thôi. Đấy, 146 triệu đồng, bản đổ số sàn, hai túi khí la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2m, cặp đèn pha trái xoài đây, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện, đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 11 năm 2022 nhá. Đấy, em đang bán con này 146 triệu đồng thôi, còn bớt, còn thương lượng, còn da độc sâu. Vừa số sàn này, số động nhá. Các cô, các bác nào mà vừa có bảng này muốn bổ túc tay lái, muốn chọn mình một chiếc xe số động nhá, quan tâm trường chiếc này đi. 235 triệu đồng cho một chiếc xe nhập Hàn nguyên chiếc 2010, động cơ 1.2, tên tư nhân thủ đô nhá. Đấy, la răng đúc, phay 4 bánh này, có phanh đĩa chống bó cứng iPad rồi. Cặp đèn pha halogen chiếu sáng đa chiều thì còn sáng nhá, còn đẹp, không có dư hiệu bóng vỡ lứt mờ do sương sương nhật. Xin nhan trên sườn xe. Đấy, cửa sổ trời ba lô la ma thì đăng ký đăng kiểm còn dài miên man luôn nhá. Đến tháng 12 năm 2023. Tên tư nhân, đấy, bản đổ, sấy gương, sấy kính, sấy ghế đủ cả rồi. Em Tùng đang bán con Gen X này, nhập Hàn 2010, với cửa tiền 235 triệu đồng rồi nhá. Còn bớt, còn thương lượng, còn da lộc sâu cho gia đình mình. Cam kết là máy số keo chỉ sơn xi bao zin. Đấy, đằng sau mẫu Gen X 2010 rồi. Tiếp tục báo giá anh chị quý vị mình này. Tập lái tránh mưa tránh nắng đến từ một thương hiệu tên tuổi lồi đồng quý đá đây. Toyota Vios 2006, 1.5 số sàn, tên tư nhân 34 Hải Dương đây. Hai đầu nhá, 135 triệu đồng thôi.
Đấy, lôi đồng cối đá tiết kiệm liệu vô cùng luôn. Một dòng xe gọi là trường kỳ kháng chiến thời gian đây. Toyota Vios 2006 nhá. 135 triệu đồng thôi, còn bớt, còn giảm sâu, còn ra lộc nữa. Cạnh mẫu Toyota Vios 2006 rồi này. Nhưng anh chị quý vị nào mà yêu cái đẹp, thích cái sự sang trọng nhá, tham khảo cho chiếc này đi. Số rộng 2.4205, đăng ký 207 mà em đang bán với có thể 135 triệu đồng thôi. Tên xe là Daewoo Maclus 2005 nhá. Đấy, tên tư nhân. Đấy, tên tư nhân 19 Phú Thọ đây. Rất là nhiều đồ chơi, rất là nhiều công nghệ trên một chiếc xe này rồi. Sedan đỏ phân khúc hạng D này. Xe trang bị la răng đúc, phanh hệ chống bó cứng IMF. Xin nhan trên sườn xe, gương kính cùng sợi điện này. Sấy gương, sấy kính, sấy ghế này. Gương kính và ghế đều chỉnh điện nhá. Đấy, sedan đỏ phân khúc hạng D. Đấy, từng cạnh tranh trực tiếp này. Đấy, ngồi ăn chung mâm với dòng Camry đây. Đấy, một dòng xe rất đẹp luôn. Đấy, các bạn mà thích sự sang trọng, yêu cái đẹp nhá, tham khảo cho em mẫu Maclus đi. Số động 2.4 2005, em đang mới cửa tiền 130 triệu đồng thôi. 130 nhá, còn bớt, còn ra độc sâu. Đây, đang ngờ trước chiếc Maclus vừa rồi này. Tiếp tục báo giá anh chị với mình này. Đấy, lanh quanh tầm 130 thôi nhá. 130 cho chiếc kia, cho chiếc Hyundai Grand i10 2008 1.04 máy nhá. Nhiều gọn tiết kiệm liệu, máy số keo chỉ thì cực chất, cực đẹp luôn. Đấy, em đang bán với cửa tiền 130 triệu đồng thôi. Tên tư nhân 29 thủ đô đây. Màu xám xi rất là sạch, rất là đẹp này. Cam nồi, cam hành trình, màn hình cua vai đầy đủ rồi nhá. Đăng ký đăng kiểm dài 130 triệu đồng. Modeling số động thì báo giá đầu của livestream này 180 triệu đồng. Kia Modeling bản LX 2009 nhá, 180 còn bớt sâu. Ở em xem còn sót hay mẫu nào mà chưa báo giá nhỉ. Để tiếp tục báo giá cho chị quý vị mình về những đầu xem đang có nhá. Đấy, nhà mình ơi đang xem buổi livestream này đây. Hoan hỉ vui vẻ cho anh Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đấy nhá. Không mất tiền, không bạc gì cả để lan tỏa buổi livestream hơn. Cảm ơn đại gia đình rất là nhiều ạ. Đâu rồi em xem góc này còn mẫu nào không nhỉ để báo giá này mình nhá. À đây, một chiếc máy dầu em đang có nhá. Một mẫu máy dầu em đang còn này. Xe thì có tên là Captiva Chevrolet 2009. Động cơ 2.0 máy dầu nhá. Form dáng Mỹ rất là cao, rất là đẹp đây. Form dáng thì không ở lỗi thời luôn, rất đẹp này. Cầm cao máy thoáng, 8 chỗ, máy dầu. Đấy, rất là nhiều công nghệ này. La răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Hỗ trợ đè lổ ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo. Cảm biến điện tử, cân bằng. Cặp đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn. Đấy, cam lùi, cam hành trình, màn hình cỡ lớn. Máy số keo chỉ nội thất thì nguyên zin nữa. Máy dầu vô cùng kinh tế. Em bán con này với cửa tiền là 315 triệu đồng thôi. 315 triệu đồng cho mẫu Captiva máy dầu 2009 ạ. Đấy, rất là nhiều đầu xe rồi. Đã báo giá từ lại vừa đến giờ là 80 đầu xe rồi nhá. Hơn 80 đầu xe để phục vụ anh chị mình rồi. Đấy, các bác nào còn có những cái nhu cầu, những thắc mắc nữa nhá, về chất lượng xe này, thủ tục buôn bán ship xe ra sao nhá, thì cứ bình luận đi, cứ comment đi để em Tùng tư vấn cho nhá. Đấy, đã hết xe rồi, đã hết xe rồi. Thôi em cũng xin dừng buổi livestream này hôm tại đây thôi. Đấy, mỗi tối nhá, gặp gia đình mình từ 40 đến 45 phút là rất vui nhá. Đấy các bác, mai 8:03 lại vào ủng hộ em Thanh Tùng nhá. Xin chào, hẹn gặp lại gia đình mình. Đấy, muốn có xe hay tìm ngay Thanh Tùng tại chợ ô tô đầu của Hải Dương ạ.